bực tức trong lòng lắm, nhưng mà không biết làm sao bây giờ. Giờ nhờ cộng đồng mạng đi gắng giúp đỡ cho con của chú Hồng Loan cơ ha. do Hồng Loan Dạ. nói mà muốn khóc nghe Wow, tức cô khóc đấy, cô khóc đấy. cố gắng mà Tức nén giùm lại cho nhờ, cả nhà. tức giùm cho chị Hồng Loan ha. Bây giờ cô đang thắp anh hương làm một cho cây nhang nữa cây nhang nha mọi người. Rồi chú Linh đi đó, ổng đâu người ta không không chịu chụp hình tôi ngay cái mộ ổng vậy ta. Chú ơi đâu mà ta phải muốn chụp hình với mộ của cô Năm một lần để làm kỷ niệm mới chịu nè. Ở đây là mạo nguyệt lắm, ước gì một bức ảnh nữa là xong đúng không? Mất tiêu rồi, nó mất tiêu rồi, tội nghiệp lắm. Phải vì giờ á, nhờ cộng đồng mạng người kia nọ gắng giúp đỡ cho nó. Chứ giờ làm sao? Giờ giúp ai cô? Giúp Hồng Loan, thấy nó cũng tội. Tội chỗ nào cô? Cha thì cũng có, mẹ thì cũng không có. Bởi vì thấy tội chỗ đó. Mà đi đi lên ở Sóc Trăng đi lên đây he, là lên gần nửa tháng trời mà không có biết đường đi. Vậy hả? Đi qua Bình Dương rồi cái kiếm đường cũng có, rồi cái đi về cái đi nữa, đi tới bữa nay thấy trời vui vui vậy thôi kệ gắng đi. Vậy là xem như là đi về Sóc Trăng. Xem như là cô đi lên đây là bị ruột mấy mấy lần cô? Ba bốn lần rồi. Không có biết đường đi vô. Rồi cô có biết là cái tình hình mà cái camera ở nhà đã bị mất không cô? Không chưa có coi tới, bởi vì ổng không có biết, chưa có biết cái đó. Chứ mỗi ngày coi trong điện thoại á, cô có bức xúc gì không cô? Thì tức giùm cho nó vậy, tội nghiệp. Cha thì ổng có, mẹ thì cũng không có luôn, mà bây giờ vậy vậy là cô sao? Chú kỳ quá à ha, thấy cũng tội cho nó quá trời. Cô Nhâm ơi, thì mới vừa có một cái clip camera lên đó là chị Nga dọn đồ ra khỏi nhà mà gom hết đồ luôn á, thì cô thấy như thế nào cô? Đập quá trời luôn á, mà sao kỳ giống nữa không hiểu. Con thấy gì bưng tủ lạnh bưng xe gì đi quá trời luôn, thì lúc đó là cô cái cảm nghĩ của cô thấy như thế nào cô? Trời thấy tức lắm, mà giờ mình biết làm sao nhỉ? Chuyện của người ta mình đâu có dám, mình đâu có biết làm sao đâu. Cảm thấy tức giùm cho chị Loan thôi ha. Tức giùm cho em Loan, tội nghiệp. Mà theo như cô đã từng được nghe là chị Nga nói là chị Nga làm cho chú Du Linh mười mấy năm mà không có trả lương. Nhưng mà tới lúc mày nhưng mà tin tôi không có tin đâu. Trời ơi, làm như vậy mười mấy năm trời mà Lan không lấy tiền. Rồi thí dụ đi mắc kẹt đồ kia nọ rồi lấy tiền đâu mua băng vệ sinh. Yeah. Đó, nội suy nghĩ nhiều đó thôi là thấy cũng thấy tức rồi đó. Bực tức trong lòng lắm, nhưng mà không biết làm sao bây giờ. Giờ nhờ cộng đồng mạng đi gắng giúp đỡ cho con của chú Hồng Loan cơ ha. Do Hồng Loan. Dạ. Yeah. Nói mà muốn khóc nghe. Wow, tức cô khóc đấy, cô khóc đấy. Cố gắng mà tức giùm nhờ, tức giùm cho chị Hồng Loan ha. Đúng rồi. Cô xem rất là nhiều thông tin rồi nó thì câu với trên điện thoại đó, dạ, mình thấy rất là nhiều thông tin rồi. À. Thấy tội nghiệp. Tội nghiệp cô khóc không luôn. Biết làm sao đúng không? Không biết làm sao. Chứ biết làm sao. Chỉ có cái mình suy nghĩ thôi, mình thấy là thấy thương thôi, chứ mình cũng là những khán giả thôi. Cô thực sự bây giờ con đặt cái ví dụ nha, thí dụ như là cháu cô cũng nằm ở trong cái hoàn cảnh đó đi, thì cô có một cái cư xử giống như là cô Sáu với lại anh chú Bảy không cô? Trời ơi, tôi mà vậy rồi hả, tôi tàn sát mấy người đó luôn, chứ đừng có nói thiệt, cái tôi tức vậy lắm. Không phải chuyện của tôi mà tôi còn tức tới cỡ đâu á. Mình suy nghĩ mình tội nghiệp con Hồng lo. Nói mà nghẹn lời á, muốn khóc luôn á. Tức quá, tội nghiệp nữa. Cha thì không có mà mẹ cũng không có nữa, mà giờ ba bốn đứa con mà giờ chú với con vậy thấy tội nghiệp. Tôi nói mà tôi khóc luôn á. Với lại cô thấy nhìn Hồng Loan, cô thấy nỗi đau nhiều, không thấy không biết mẹ mình là ai mà nỗi đau mất cha nữa, mà còn có nhiều cái sự cố nó diễn ra như vậy nữa. Thì cái tức lắm, tức giùm cho nó, thấy cũng tội. Mà giờ biết làm sao giờ. Giờ nhờ cộng đồng mạng đi. Wow. Gắng giúp đỡ. Cô
khóc rồi. Rồi hẹn lòng nha. Nói mà nghe nghe. Thực sự con đặt lại cái ví dụ nha. Thí dụ như cái hoàn cảnh của cô là cô cũng ở chung nhà với cháu như vậy đó, thì khi mà anh hoặc là em cô mất cũng cái hoàn cảnh giống như cậu Năm ở đây đi, thì cô có dành cái tài sản với cháu mình không cô? Mình ở chung với cháu mình đi, nó cũng lo cho mình vậy chứ đâu, nó đâu có bỏ mình đâu phải không? Mà không biết làm gì chứ. Nó cũng mò máu mủ mình phải không cô? Tội cho nó. Dành tài sản để chi rồi cuối cùng là cũng một nấm mồ cô ha. Thì bởi vì chết nữa có đem theo đâu đó, như ổng đó, ổng biết nhiêu tiền bạc của đó, bây giờ ổng có đem theo được cái gì đâu. Mà giờ gốt gỗ kìa, con người ta có mình ơn nữa. Bây giờ xúm nhau tranh giành với con người ta ăn gì chi. Tội nghiệp, thôi giờ mình xin xúp lại mình ở với nhau đi. Cho có chú, có cô, thấy không, có cháu. Rồi kia nọ xin xúp lại với nhau ở đi, bây giờ đâu có còn ai nữa. Bây giờ đùm bọc với nhau đi, mà ổng biết làm gì chi. Thiệt có thấy tội nghiệp cho mình. Vậy cô cũng bức xúc là chị Nga nói là mười mấy năm cậu không có trả tiền à? Cậu nó nói là mười mấy năm mà cậu không có trả tiền lương, ai tin? Tôi không có tin chút nào hết trơn á, thiệt tình á. Tôi không có tin. Cô có xem những cái thông tin, những cái đoạn trên camera rồi cô có xem không? Nếu mà xem là sẽ không sót cái nào hết. Không, nhầm khi mắt làm công chuyện rồi mình không có coi được. Dạ rảnh như nào mình coi vậy đó. Gọi cái mình mở lên mình coi thì cái đó có. Nhầm lúc có cái này có cái kia. Có cảm thấy cái nào cảm thấy bức xúc nhất không? Nhất là cái bà đó bà dọn đồ đi đó thì cái tức bà đó lắm. Gom gì đâu mà gom xe gom. Gom cái xe tải luôn. Cô mà cái cảm xúc của cô như thế nào khi mà chị Nga bưng cái bàn thờ của cậu đi luôn là như thế nào cô? Trời ơi, tôi chắc ở đó chắc tôi quánh bà đó luôn quá à. Thiệt tôi tức á, chắc tôi ở đó là tôi quánh bà đó thì luôn. Thì hình như là được biết là Kim Nga không có mang bàn thờ đi. Thì lúc nói á, cái lúc đó có. Không, lúc mà đem đi dọn đồ đó không có dọn bàn thờ. Đúng rồi, sao dọn được. Nhưng mà lúc mà ai cũng coi hết mình cũng vô tình thấy nữa, tại nói xí xí cái bàn nói con. Vậy đó, xí cái bàn á, cái bàn thờ của con á thì nghe nó hơi kỳ. Nhưng mà cái câu nói đó mình cũng có đáng nói cô ha. Đành lòng là mà chi làm vậy, nói chi mình lãnh hậu quả hết á, thiệt tình á. Không biết làm gì chi, trời ơi tội nghiệp cho con người ta. Bởi vậy thấy con Hồng Loan vậy thấy tội. Giờ không cha, không mẹ, rồi giờ con hai ba đứa, rồi bây giờ nhà người ta cũng muốn dành nữa. Thấy chỗ đó là mình thấy tội dữ lắm rồi đó. Bơ dơ không nên nương tựa à. Thì thay vậy thôi, giờ anh mất rồi thì giờ mình xính xúp lại với cháu mình ở đi, thì ở chung với cháu đi, rồi tới đâu rồi hay tới đó, chứ làm gì chi. Trời ơi cũng tội nghiệp. Giờ gây làm lên cho quá rồi cũng có được cái gì, đâu có được cái gì đâu nữa, mình chết mình cũng hai bàn tay trắng đó, giống như ổng đó. Ổng làm tiền bạc của cải quá trời luôn, gốt của ổng chết không có đem được cái gì đi theo đâu, thấy tội cho nó. Cho nên làm cha thì chỉ có một cái phần đó để lại cho con gái thôi cô ha. Mà thấy tội nghiệp ổng không, ổng đi hát ở đâu ổng cũng đem nó đi theo chân, mà còn nói người ta là con nuôi. Tôi không có nghĩ nó là con nuôi đâu, chắc con ruột của ổng chứ không có nghĩ nó là con nuôi. Thấy nó thấy tội thiệt. Cô là cô ái mộ cậu Năm từ hồi lúc trời nào cô? Ơi hồi tôi chưa có chồng nữa, bây giờ 60 mấy tuổi rồi đó mà tôi không có được gặp ổng. Hồi đó hả nghe khổ mà mình đâu có làm gì có tiền nhiều để mà mình mua mấy vé mình đi coi chợ người ta thả vàng đó, rồi mình vô mình coi rồi cũng đâu có được gặp ổng đâu. Coi là lúc đó là ổng cũng đi về rồi, lúc nghe nó ổng cũng có xuống Sóc Trăng nữa mà đâu có được đi coi nhìn thấy ổng ở ngoài đời. Giờ con tôi đồ kia nọ nó lên trên đây á, ở Củ Chi á, nó làm ở đó, ra đi lên chơi nè, ra sẵn dịp vậy đi qua đây giếng ổng luôn, chứ cũng đâu có biết đường mà đi á, 4-5 lần ngày không có được gì hết trơn á, đi không biết đường vô. Tội nghiệp cô lạc 4-5 lần nhưng mà vẫn quyết tâm phải đi bằng được. Đi bữa nay tặng ngày mai đi về rồi về quê rồi, gán đi đó cô. Vậy cho con hỏi là trong cái
trên đường đi thì cô trong lòng cô có nguyện như thế nào? Dái ổng. Trời ơi, dái quá trời dái luôn. Nói à, chú Dũng Linh ơi, tôi từ ở xa mà Sóc Trăng tôi lên, mà giờ tôi đi kiếm chú cái chỗ chú nằm hoài mà tôi không có biết đường. Bây giờ chú cho tôi đi tìm cho được đi, với cho trời mát mát đi, đừng có nắng quá. Tôi nắng quá chắc tôi mệt quá, tôi đi vẫn tới nữa. Sao hơn bữa nay ông trời ông vui mát mát không nghĩ không? Ông, chắc ổng cũng phù hộ đó, đặng cho mình kiếm cho bằng được ổng. Chú thờ cô đấy. Thờ cô đấy. Tôi giái ổng quá trời giái luôn, tôi đi mà tôi giái ổng không á. Tôi nói nghe chú Vũ Linh ơi, gán phù hộ đi cho tôi kiếm được chỗ chú nằm đi. Tôi đốt cho chú cây nhang. Hồi đó là tôi mê chú dữ lắm mà giờ tôi mới tìm được cái chỗ, nhưng mà tôi không, hồi đó tới giờ tôi không có thấy được ở ngoài đời chú. Muốn đi coi á cũng phải có tiền mua cái vé đó. Cái vé có bao nhiêu? Có 10.000, 12.000 mà mình còn không có tiền mua nữa. Chỉ đi coi người ta thả vàng thôi. Rồi đi coi thả vàng rồi chờ tới ổng ra nhìn ổng, mình có nhìn được đâu, người ta chen còn hơn cái gì nữa. Bây giờ tới ổng chết rồi mới được lên tới cái mộ, ổng chỉ nhìn hình ổng với coi trong truyền hình thôi. Rồi lúc đó coi truyền hình trắng đen á, mà nghe nói tới ổng ra là bắt đầu chạy rồi, sắp chết chạy. Chạy đằng đi coi, lúc đó chưa có chồng nữa. Giờ tôi 60 mấy tuổi rồi đó. 62 tuổi rồi thôi. Fan hâm mộ lâu năm luôn. Vậy hiện tại thì cái cảm xúc của cô như thế nào khi mà được lên đây? Trời ơi, mừng chết. Này nãy kiếm được chỗ rồi chạy vô tới trong đây, tôi nói trời ơi, vậy là ổng phù hộ rồi đó. Nói với ông xã, nếu ổng phù hộ rồi đó. Trời ơi, nãy giờ tôi giái ổng quá trời. Ông xã cũng lên đây với cô luôn hả? 2 vợ chồng ngày sớm giờ đi kiếm. Đi rồi 12 giờ tới giờ mới tới nay nè. Đi kiếm rồi hỏi từ từ. Vậy là chồng cũng thương vợ mà chiều vợ quá trời luôn. Ổng đi ổng chở đi cho mấy lần. Từ lúc sáng giờ mấy giờ? À không, đi hồi 10 giờ mà đi vòng lên tới trên này. Rồi bữa hổm thì đi dắt chiều, rồi dắt trưa 10 giờ trưa, rồi đi tới 2 giờ chiều mà đi, rồi gốt cuộc cũng cái này thì... là từ ở đâu lên ở Củ Chi. Ở Củ Chi hả? Con thấy nhiều khán giả Củ Chi rất là nhiều qua đây để vô viếng cậu. Ở Sóc Trăng đi lên, tại vì con nó làm ở Củ Chi. Rồi đi lên chợ là kệ ổng kìa, không rồi. Cậu. Chú ơi chú. Không biết đường đi. Không biết đường đi bởi gì mới đi tới không biết đường. Mà đi vòng kiếm vòng. Nãy giờ cô có coi được cái cuốn album từ hồi lúc xưa của cậu để bên đó không cô? Vô lấy album cho cô coi. Chưa đi. Chưa có cậu. Cô vô cô lấy album này. Có cuốn album ở trong đây nè cô. Ở bên mộ đây nè cô. Bà Quạt ơi, tôi lên tới chỗ rồi đó he. Đây là cô, ở cạnh bên này có cái cuốn album nè cô. Đâu rồi? Dạ để vô phần trong đó đó cô. Thấy hình ổng không chứ có thấy được ổng không. Ô, cái này sâu lắm, không lấy được đâu. Đây lấy cho. Dạ. Anh lấy giùm cho cổ đi. Wow, tuyệt vời. Chú này vào trong để lấy cái cuốn album để cho cô được xem. Dạ không sao đâu cô, chắc để nha cô chú anh chị ơi. Cái này ngã cô chỉnh lại cái tấm hình cho cậu Năm luôn. Quý quá. Đẹp trai quá trời. Đẹp trai quá trời. Hình này đẹp rồi cô ha. Thầy trẻ nè. Đúng đó là cho cậu hả? Đó, cái cuốn hình bùm đó cô. Mày đem lại vậy. Mê ổng dữ lắm mà không có thấy được ngoài đời. Không có cái quẹt nào anh ơi. Để em ra xe em lấy nha. Còn lấy cây nhang ngồi được không? Ừ, lấy cho cây nhang. Thấy ổng với Tài Linh là 2 vợ chồng đi ha. Trời ơi, thiệt là 2 người đẹp đôi muốn chết luôn. Vậy là hồi xưa cô cũng thích cô Tài Linh đó hả? Mê dữ lắm. Mê lắm. Mê dữ lắm mà không có được gặp ở ngoài đời. Chỉ có trong hình với trong truyền hình thôi hà.
Khi mà cô nhìn lại mấy cái hình này thì giờ cô có hồi tưởng lại hồi xưa như thế nào không cô? Trời ơi, ổng đẹp chết luôn. Ngắm thương chị em đang xem lại cái album của ở Sóc Trăng lên. Sóc Trăng lên hả? Ừ. Trời ơi quên, từng ở Cù Chi. Lên thăm con. Làm vua nè cô. Chi à. Lên thăm con ở Cù Chi mà quê ở Sóc Trăng. À. Ôi đa số là Sóc Trăng lên đây cũng khá là nhiều rồi mọi người. Cũng khá là xa luôn á, khoảng gần 300 mấy 400 cây nha. Đi tới 6 tiếng đồng hồ mới tới. Dạ, 6 tiếng đồng hồ đi bằng xe khách hả cô? Xe khách. Quá xe, trời xe, đẹp về hình của ông. Xe dừng nằm. Quá trời đẹp, nãy giờ cô xe mà cô khen hoài luôn á, đẹp trai. Đẹp trai quá trời. Cô hôm nay 60 mấy hả cô? 62. 62. Nhỏ hơn ổng 3 tuổi, ổng 65. Dạ, dạ. Cô cũng rất là đẹp. Đẹp không? Đẹp. Làn da trắng nõn. Hôm nay cô lên đây xem như là tội nguyện rồi phải không rồi. Cô? Ước nguyện được rồi đó. Ước nguyện đúng không? Ước nguyện tuổi già hả? Thì bây giờ mấy chục năm hả? Ai mọi thần tượng mấy chục năm mà. Mấy chục năm mà không được gặp ngoài đời, chỉ gặp ở trong hình. Đến lúc thần tượng ra đây rồi ăn nghỉ rồi mới tới. Trời ơi, bữa nay đi được lên tới trên đây hát vang cho ổng là mừng dữ lắm. Thì mừng giờ, bây giờ mừng tới đây đúng không? Hát bài đi cho khóc luôn. Khóc luôn. Sau năm hồi về. Cô có hát được cái lương không? Hát thì phải coi với trong điện thoại mới hát được. À cô không thuộc lời. Mình không có thuộc lời. Dạ. Thuộc bài nào cũng thuộc đoạn nào quốc đó. Đi xuống bá là... trước anh đại hay là thôi thôi. Ca là mình phải ca cho chọn. Dạ. Không ca thì thôi. Nếu mình hát hay không cần phải dùng tới điện thoại. Dạ. Không có nhớ chữ rồi lấy đâu ca. Phải mình phải nhớ chữ. Tí xíu suy nghĩ tôi được trôi chạy à. Mình phải nhớ chữ mới được. À đi với chú hả? Cô cho con hỏi cô có biết thông tin như là hiện tại bây giờ thì xem như là cái căn nhà đó là cũng đã tạm bàn giao cho chị Loan, thì cô có biết được cái thông tin đó không? Hay chưa, chưa có coi tới. Chưa coi tới hả? Ừ, chưa tới. Với lại là có cái thông tin là Hồng Phượng mua xe hơi đó, thì có cái thông tin đó thì cô có thấy nghe như thế nào? Có coi. Có nghe hả? Nhưng mà thật nhưng hơn... mà ngộ quá he, theo đáng lẽ như người ta cậu mình mới chết vậy mình đừng có nên làm vậy. Không? Dạ. Mình làm gì chi dù tiền ai mà. Cũng ấy cũng mình chưa xác thực đó, được đúng rồi. Mình làm gì chi để cho mà qua hết đi, xong xuôi hết đi rồi mình muốn sắm cái gì đó mình sắm. Bây giờ mình sắm ra thì thế nào người ta cũng nói là lấy tiền của đó thôi, thấy không? Dạ. Con hả, con Hồng Phượng này nó không có suy nghĩ tới, nó chỉ có biết là nó lấy tiền nó làm thôi chứ nó không có suy nghĩ tới về sau. Chứ theo đáng lẽ như coi người ta là mình để đâu đó cho xong xuôi hết đi, chậm chậm đi rồi mình hả sắm. Bây giờ mình sắm ra là ai cũng đều nói là mình lấy tiền của đó để mình sắm cho riêng mình, thấy không? Dạ. Đâu có ai là nói là tiền của mình đâu, thấy không? Đâu có ai nói là tiền đó là tiền của Hồng Phượng nó có mà để nó sắm. Bây giờ nó có nó sắm đi nữa người ta cũng vẫn nói nó như vậy thôi, thấy không? Tự nghe ổng cũng lo cho mình vậy mà làm diễn chi để cho người ta nói mình. Hơn nữa mình là diễn viên nữa, thấy không? Mà mình là ca sĩ nữa mà để đi làm diễn chi cho người ta nói, thay vì mình để cho xong xuôi đâu đó công chuyện rồi hết đi mà mình muốn sắm gì đó mình sắm. Còn này trời ơi, cái gì mà mới đùng ra đó cái làm chuyện sùm lên. Trời ơi, thấy 2 tháng mấy rồi? Mắc cỡ quá. Dạ, rất 2 tháng mấy gặp 3 tháng rồi. 2 tuần nữa mới được chăm. Chị Hoàng ơi, tôi lên tới chỗ rồi đó he chị Hoàng. Nhớ coi nghe. Tôi gán đi tìm cho bằng được đó. Chị gái hả? Cái người ở sớm. Nói chừng nào bà đi rồi có lên ấy, bà nói tôi nghe với nghe. Nói để tôi lên rồi tôi nói. Bây giờ nói đây cho mấy chú tôi làm YouTube nè. Dạ. Cho, mở điện thoại lên rồi coi. Dạ. Quá trời quá đó. Phải lên cái kênh là Cỏ Biển News đó. Tin tức Cỏ Biển đó. Là sẽ thấy cô ở trên cái kênh này. Trên con thì Giang đang thang con ốc.
Dạ. À, là lang thang bê lóc phải không? Cái câu nói mà cái bàn thờ này con mua là con sẽ lấy luôn, thì cái câu đó của chị Nga có nên nói hay không cô? Cái câu đó là mình không nên nói. Theo mình đã mua cái bàn thờ cho cậu rồi là mình không nên lấy về để làm gì, thờ cha thờ mẹ hay gì, hay là thờ anh thờ em của mình. Giống như con nhỏ cái này câu nó giận lại khùng. Câu nói giận lại cũng không nên nói câu đó không con? Con nhỏ này nó bị khùng nên nó mới nói cái câu nói đó, nó thốt cái câu nói đó ra. Chứ theo như người ta là mình không nên nói. Trời ơi, cái bàn thờ đã thờ rồi mà còn lấy lợi làm gì. Con nhỏ này nó bị khùng thành ra nó mới nói như vậy. Lấy đem về làm gì? Thờ cha, thờ mẹ, hay là thờ anh, thờ em, hay là chú bác gì? Thí dụ như trong tâm mình thực sự không có muốn lấy, nhưng mà mình cái... không nên nói nữa. Cái bàn thờ đã thờ người rồi là mình không nên. Đó là cái phần tâm linh rồi, là mình không có được động tới. Không nên làm như vậy. Chứ chi mà cái tiếc chi, cái bàn thờ đã lấy tùm lum đồ đạc người ta ra hết rồi. Đã lấy tùm lum tà la của người ta hết rồi, còn có cái bàn thờ không mà lấy làm gì. Yeah. Hỏi lấy làm chi, lấy làm gì? Đem về thờ. Chắc đem về thờ chứ gì. Nhưng mà theo như cô là tại vì chị Nga là thư ký của cậu từ hồi xưa tới giờ, thì cậu mất rồi, là cái vấn đề mà chị Nga đi ra khỏi nhà đó là đúng hay là sai cô? Cái đó là đúng rồi đó. Thí dụ đi, bây giờ mình muốn ở lại thờ cậu bắt quá 110 ngày không, hay là mãn tang gì đi, để cậu mãn tang đi và mình về là đúng rồi đó, mình về cha về mẹ mình, thấy không? Chứ đâu ở đó chi nữa, đâu có còn ổng ở đâu nữa mà lo cho ổng. Phải chi còn ổng lo cho ổng thì đúng, còn này đâu còn nữa đâu mà ở đó làm gì. Theo như ý của cô là cô không ở. Đi ra mình vô thế nào mình ra thế đó cho vui vẻ, thấy không? Chứ làm gì chi, trời ơi, cái gì mà thấy gom bọc tùm lum tà la hết trơn rồi, giờ nghe nói cái bàn thờ ổng mà cũng muốn lấy làm gì. Thôi lấy ba đồ kia là lấy đi, rồi lấy cái bàn thờ chi, đồ cá nhân mình này kia thôi cô ha. Mình lấy làm chi mà cái bàn thờ của ổng lấy đem về đang làm gì, thờ cha thờ mẹ hay là thờ anh thờ em đó. Dạ hồi nãy thấy cô khóc luôn chứ. Thiệt vậy đó. Là tức xúc quá phải không? Bức đúng xúc rồi. Thứ dùng cho chị Hồng Loan bức xúc khóc luôn mà nói khóc tức quá trời, thấy tội nghiệp đó. Tới bây giờ vẫn còn khóc, nhắc lại cái nó vẫn còn là rưng nước mắt nữa. Dạ con rất là cảm ơn những cái chia sẻ tâm tình của cô tại nghe mộ của cậu Năm hôm nay. Cô cũng đã đổ đường xa đến đây để viếng cậu. Mắc cười quá, đi tới mấy ngày trời mới được tới chỗ. Bữa nay giái ông quá, cười trong nước mắt luôn á. Giái ông quá trời giái luôn, đi dọc đường mà giái quá sao trời. Cô đi lạc đường hay sao cô? Lạc đường đâu có biết đường đi. Ổng đâu có biết đường đi, đi rồi hỏi đi gì hỏi. Ước gì là phải cho biết con. Lần này nữa là lần thứ tư đó tới. Đúng chỗ. Quá tuyệt vời. Xuất sắc. Dạ rồi ha, con ngược cũng chúc cô nhiều sức khỏe nha. Về quê bình an nha cô nha, nhiều sức khỏe ha. Tội nguyện rồi ha. Tội nguyện rồi đó. Mấy chục năm ái mộ bây giờ là tội nguyện rồi đó. Bye bye hết. Dạ con chào cô, chào cô, bye bye cô. Đời bao ngọt ngào em ơi, cớ sao tâm tình không đổi trao cùng ai duyên lớn.